Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Suzuki CSX-R 750 chính thức được Suzuki khai tử do vấn đề tiêu chuẩn khí thải. Chưa đầy một tháng trôi qua kể từ khi Suzuki đã ra công bố quyết định dừng sản xuất dây chuyền tốc độ Hayabusa ở châu Âu vào năm 2009. Và ngay sau đó là thế hệ trẻ CSX-R 750 cũng được chính thức có thông báo dừng sản xuất ở châu Âu vào cái năm 2009. Lý do chính mà Suzuki CSX-R 750 và cả cái mẫu CSX-R 600 không thể bán ra thị trường ở châu Âu là vấn đề khí thải không đủ đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 4, mà cuối năm 2008 là năm chính phủ châu Âu cho phép xe máy vượt qua cái tiêu chuẩn Euro 3 vẫn được bán ở trên thị trường. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, với cái sự tập trung với các tiêu chuẩn khí thải không cao như ở thị trường châu Âu, cho cái năm 2009 họ vẫn có cơ hội chiếm giữ cái đơn đặt hàng CSX-R 710, ngay cả là Hayabusa cũng vậy. Với thông tin này, cả hai mô hình CSX-R 710 và Hayabusa ở thị trường châu Âu sẽ biến mất vĩnh viễn bởi cái điều luật khí thải nghiêm ngặt nhất. Honda chính thức bung kệ mô tô cỡ nhỏ 125cc với giá sốc, cái mẫu xe phù hợp cho những người mới chơi xe phân khối nhỏ. Honda CBF 125R với kiểu dáng là nước cơ bài phổ thông, sử dụng động cơ 125cc vừa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân. Honda CBF 125R vừa về Việt Nam làm tăng thêm cái lựa chọn ở phân khúc mô tô cỡ nhỏ. Xe có kiểu dáng nước cơ bài dễ dàng điều khiển cho người mới có sử dụng mô tô. Và tại Việt Nam, cái dòng xe này được một số đại lý tư nhân nhập về từ thị trường Trung Quốc. Đèn pha có thiết kế rất đẹp mắt, góc cạnh với hai dải LED định vị ban ngày bên cạnh. Theo công bố của nhà sản xuất, việc dùng cái bóng LED an toàn hơn và khi di chuyển trong đêm khi điều kiện thiếu sáng và giảm tới 60% cái điện năng tiêu thụ. Cái đèn xi nhan là halogen gắn ở phía trên, giống như những phần của những mẫu xe mô tô cỡ nhỏ khác. Xe có chiều dài là 2059mm và chiều rộng 764mm, chiều cao 1073mm, chiều dài cơ sở 1292mm, nặng 129kg, cái khoảng sáng gầm 167mm và chiều cao yên dừng ở mức 775mm, không gây khó khăn đối với vóc dáng người Việt Nam. CBF 125R được trang bị phục ống lòng phía trước, phanh đĩa 2 piston, la răng họa tiết 6 chữ Y đẹp mắt, kích thước 17 inch. Xe không trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Ta lái gồm các nút điều khiển cơ bản như gồm có khởi động, bật đèn, chiếu xa, chiếu gần, xi nhan và còi. Đồng hồ chính giữa dạng LCD hoàn toàn. Cái chữ trắng nền xanh, trong khi đó ổ khóa là loại Initon của Honda với cái nắp đậy ở phía trên. Bình xăng có dung tích 14 lít, thiết kế gồ ghề và khỏe khoắn. Phía sau dùng cái phanh tăng trống, mâm xe cùng kích thước 17 inch, ống xả thiết kế lớn, mạ rơm bên ngoài. Tiếc rằng cái giảm sóc sau là dạng đồi thay vì là dạng monosóc, tạo cho cái nhìn là bình dân chiếc xe hơn. Và Honda CBF 125R có gắn động cơ xanh đơn 4 kỳ làm máy bằng gió với dung tích 125cc và cho công suất 7.72kW tại vòng tour 8.000 phút, cùng với đó là mô men xoắn cực đại 10.36Nm tại vòng tua máy 6.500 phút. Cái mẫu motor cỡ nhỏ đáp ứng được tiêu chuẩn mới Euro 4, cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng rơi vào khoảng 62 km/l.